Thế thì xem tí nữa xem các chú xem là có thêm đất vào chỗ nào không, thêm đất vào cái nền không. Chú lên lâu chưa? Thế bây giờ có cần thêm đất vào không? Vâng, chú cứ đầm qua đi, thêm đất thì bảo cháu bảo gia đình ấy nhá. Cô cần dọn dẹp gì không nhỉ? Thế nào? Vâng. Bây giờ cũng phải dọn mấy cây này đi nữa. Bây giờ chú bắt đầu đầu đầm rồi gì? Vâng. Vâng. Bây giờ Thảo với lệ chứ dọn cho chị mấy cây xà này với. Đấy, hai chị em đi. Hai chị em dọn dẹp đi. Để cho chú ấy đầm cái nền nhà. Không lên hả chú? Đấy, dọn dẹp đi. Ta dọn sạch đi. Mũ bảo hiểm của ai đây sao nhiều này? Đi qua đường nhà mình à? À, cái đá hộc kia hôm nọ vẫn còn nhiều nhỉ. Đấy, mẹ con Thảo dọn sạch sẽ cái mấy cây củi, cây ván này đi. Chứ ở nhà có rửa chuồng lợn không đấy? Cái chú ấy nổ máy mãi không lên. Thì à, nãy nổ đầm được tiếng nào chưa? Chưa. Máy sao ấy chú không lên à? Ô, cái máy này nó làm sao nhỉ? Nó khó nổ quá. Nó khó nổ quá à? Chắc nó đòi máy mới à? Nó đòi máy mới rồi. Đấy, chú này nổ mãi không thấy lên. Vất quá, nổ cái máy này. Hết mất buổi chiều rồi. Sao lên rồi? Mãi không lên. Mệt quá.
này liệu nó bị sặc xăng hay như nào không mà lâu lên thế? Thế à? Một lần nó có thế không chú? Có lâu lâu mới có một phát thế này mà. Thế à, lâu lâu lại bị thế à? Ừ. Ồ, một lần đổ máy này vất quá nhỉ. Đấy, mãi mới lên. Rồi, máy lên rồi. Thì mẹ con nhà Thào thì ở rất là có ý thức các bạn ạ. Ở nhờ nhà hàng xóm nhưng mà cũng vẫn quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Lạc à? Về vẫn còn à? Vâng. Ừ, chị xin. Để xem con. Nặng đấy chứ.